thêm một chiếc Sirius FE mới mua lên full bộ con tay tại tiệm sửa xe Khánh. Để coi cho anh em coi đồng hồ bao nhiêu cây ha. 1231 cây anh em, vừa hết đô đai anh em ha. Đây, xe mới kẹt xe ben lên full bộ con tay như Exciter 150 nha anh em. Test thử cho anh em thử bóp côn nhẹ hay nặng. Côn rất là nhẹ nha, 1 ống 1 anh em ha. Bóp 1 ống 1 như Exciter 150. Nhẹ hơn Exciter 150 chút xíu nha anh em. 1 ống 1 anh em ha. Quá nhẹ luôn. Này. Bóp 1 ngón được thì bóp cả bàn rất là nhẹ hơn nha anh em. Lắp ráp xong xuôi. Suốt này hút đời mới anh em ha, hút đời xe. Này. Gọn gàng nha anh em. Bao đẹp cho anh em ha. Tay cùng để đen luôn. Nhả côn tắt máy giống như Ad 150 nữa ha, chạy như Ad 150. Bóp côn vô số. Thời gian gắn thì tầm khoảng 1 tiếng là xong nha anh em. Đây, full bộ mới 100% chưa qua sử dụng anh em ha. Khánh có bán lắp cho anh em luôn, còn ở xa thì Khánh ship hàng về. Anh em liên hệ cái số điện thoại 038 9910 535 nha anh em. Đây, chuẩn bị Khánh giao xe khách ha. Quá đẹp cho anh em. Tiệm mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ anh em ha. Một ngón một nha anh em, không ngón thứ hai ha. Đây, quá nhẹ. Đây, xe này xe mới luôn nha, mới trên xe ben. Anh em tới ngay chỗ ngã tư Thành Thái 3 tháng 2 anh em ha. Kế bên hông cái siêu thị Sài Gòn Sachamap. Chạy vô cái hẻm 462 số nhà 15. Đây lắp máy cũ nha, lắp máy cũ của xe tháo bỏ ha, thay nguyên bộ mới vô luôn. Đây. Có chỗ gắn kiến cho anh em đàng hoàng luôn nha anh em. Bao đẹp gọn gàng ha. Ok, ngon là cành đào. Anh em nào muốn lên con tay thắng đĩa cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha. Bên tiệm có lên đủ cho anh em. Có nhận làm nồi làm máy sơn si dọn kiển nha anh em. Nâng cấp máy lên full 125, 135, 150, 175. Yamaha Sirius RC. Thời gian bảo hành thì tùy anh em đi bộ tốt hay thường nha. 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm anh em ha. Đây. Bảo hành bao chạy cho anh em. Trong thời gian bảo hành thì có hư trục chặt gì anh em cứ qua tiệm ha. Miễn phí anh em, miễn phí 100% ha. Không có tốn 1.000 nào hết á. Yamaha Sirius 1.231 cây. Bao chạy nha anh em. Bao bền cho anh em. Rồi, ngắm lại lần nữa rồi đánh kết thúc nha anh em. Bung bộ con tay. Đây. Lắp ráp thì nhanh anh em, 1 tiếng ha. Anh em ở xa cứ mua về đem ra tiệm sửa xe để thợ lắp thôi. Đơn giản, đầy đủ rồi anh em, không có thiếu linh kiện cho anh em đâu ha. Khánh gửi full bộ đầy đủ nha anh em. Kèm theo giấy hướng dẫn lắp ráp cho anh em luôn, rất là dễ ha. Chào tất cả anh em.